Thưa quý vị, sáng nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức hội thảo khoa học thảo luận góp ý dự thảo luật đất đai sửa đổi. Dự hội thảo có Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh và Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng. Tham dự hội thảo có hơn 250 đại biểu từ Bộ Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan đơn vị địa phương của thành phố và các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp. Phát biểu khai mạc hội thảo, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh, nhận thức được tầm quan trọng của việc góp ý dự thảo luật đất đai sửa đổi, Thành ủy Đà Nẵng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ và yêu cầu của Trung ương, các ban ngành, đoàn thể, các quận huyện, phường xã đã triển khai một cách đồng bộ, khẩn trương với nhiều hình thức đa dạng, đảm bảo yêu cầu đề ra. Dự thảo luật đất đai sửa đổi là đạo luật rất quan trọng, tác động trực tiếp đến mọi mặt của đời sống chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và đặc biệt là tác động trực tiếp đến đời sống của người dân. Mục đích của việc tổ chức lấy ý kiến của nhân dân nhằm phát huy quyền làm chủ và huy động trí tuệ, tâm huyết, thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân để hoàn thiện dự thảo luật đất đai sửa đổi, phù hợp với những chủ trương, đường lối của Đảng, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất và tính khả thi của hệ thống pháp luật, đáp ứng được yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới và tạo được sự thống nhất và đồng thuận của nhân dân. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng thống nhất với 4 chủ đề trọng tâm tại hội thảo nhằm giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra và đề nghị các chuyên gia, nhà khoa học, các đại biểu tham dự tập trung trí tuệ, tích cực tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào các chuyên đề nhằm góp phần hoàn thiện dự thảo luật đất đai sửa đổi. Với mục tiêu phát huy nguồn nhân lực đất đai, khắc phục được những hạn chế bất cập đã được xác định trong quá trình tổng kết việc thi hành luật đất đai 2013. Tôi cho rằng là chúng ta cần phải đi sâu vào các cái quy định một cách cụ thể hóa những cái nội dung này. Về mặt tư tưởng, quan điểm thì là như vậy. Nhưng mà trên thực tế thì ở đây rất nhiều các đồng chí đang là những người làm công tác thực tiễn. Tôi muốn là các đồng chí phải đặt vào những cái nội dung nó rất cụ thể. Tôi đề nghị Ban cán sự Đảng, Ủy ban thành phố chỉ đạo các sở ban ngành và địa phương phát huy vai trò, trách nhiệm, năng lực và kinh nghiệm trong thực tiễn tham gia góp ý các điểm mới trong dự thảo luật đất đai sửa đổi nhằm giải quyết những vấn đề bất cập tồn tại trong quá trình quản lý và sử dụng đất đai như giao đất, cho thuê đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, thu hồi đất, xác định giá đất và nhất là các cái vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện các kết luận của Thanh tra Chính phủ, kết luận của Kiểm toán Nhà nước và các nội dung của các bản án của tòa án nhằm khơi thông nguồn lực về đất đai, nguồn lực xã hội để thúc đẩy sự phát triển của thành phố. Hội thảo gồm 2 phiên toàn thể và 4 phiên chuyên đề theo 4 nhóm chủ đề, gồm vấn đề quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, việc thu hồi, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, phát triển quỹ đất, về đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu thông tin đất đai, về cơ chế chính sách tài chính, giá đất, phân cấp, giám sát, kiểm soát quyền lực.